lại ngã lại ngã đằng sau, ngã đằng sau, lọc được thôi, được thôi, nghiêng qua trái là nghiêng qua trái, phải chuyền, phải chuyền, nghiêng qua phải là nghiêng qua phải, ngồi thẳng lên, cầm đăng khi cầm đăng rồi, bây giờ chúng ta lưu ý ở số bốn chung, số bốn số năm số bốn số ba, hai, lực vui, bi, di chuyển, chạy, bay, để tôi lên sẵn đi, để tôi lên sẵn đi, để tôi lên cao. Bây giờ các bạn chúng ta lưu ý nha, làm theo nhạc rap nha. Rồi các anh chị chúng ta chạm đạp đôi đàn trai dừng. Người đằng trước ngồi lên đùi người đằng sau, bắt đầu. Nẹt nơ mốc là chừng cung, nẹt nơ khỏi. Ngồi lên đùi, cười, cười, ngồi chậm hởm thôi, không có ngồi bẹp. Cười, cười, chậm hởm. Nẹt nơ mốc khi lên chừng cung, nẹt nơ khỏi, ba. Rồi các bạn chúng ta chuẩn bị nha. Chạm đạp đôi, hai, ba. Mình nhúng 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 là mình nhúng 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 mà là mình nhúng nhúng dơ nghiệt tao đập tay dơ nghiệt tao đập tay mình bóp 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 là mình chụp ai vậy đây chụp ai đội nào bị té là bị loại nha, lưu ý không có té không nha, không không ai được lốm mới na được lốm, lưu ý cái loại lưu ý chúng mình lắc 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 là mình lắc sát tắt lắc máu, mình xoa 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 là mình xoa xoa xoa, mình chọt 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 là mình chọt chọt chọt. Đằng sau ơi, bé chân rồi, bé chân rồi. Rồi, chuẩn bị làm lại. Mình đấm 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 khi lên chân chó 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 lên là không chó 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 nhặt mông bớt chân bớt nhặt khỏi là mình bớt bớt ở chỗ đây chúng ta sao 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 là mình sao 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 rồi đằng sau ơi tiếp tiếp bé một ngó khang một quỳnh. Bây giờ các đội chúng ta chuẩn bị chiếc xô này dùng đầu của mình có thể là trụng vào nước ngọt và dùng miệng của mình ngậm quả chuối, chuối cao. Ghi cho. Rồi, ngày hôm nay là tinh thần tập thể, tinh thần anh em chúng ta hãy hòa nhập chung một nguồn nước. Lưu ý không được phun cái gì vô trong đây. Cảm cảm kia dương, xam kỳ kìa nè, nên thục tất tập bùi cho nè. Rồi sao hỏi là ở đây có ai, có chị nào, anh nào chưa biết ăn chuối không? Về, chuẩn bị, mẹ hợp cho nè. Hai, không
được dùng tay chạm vào chuối hay đặt tay vào xô, chỉ dùng đầu, không được nghiêng, không được nghiêng xô nha. Mở một lỗi, ai làm sai bị trừ điểm. Chuẩn bị, 1, 2, 3, good. Yo, không được nghiêng xô, không được nghiêng xô. Lấy cái nón ra, cố lên. Đúng rồi. Chưa có bái chấp hả? Chúng ta chỉ còn 30 giây nữa thôi, cố gắng nữa. 30 giây cuối cùng, đội rút vô. Đội số 2 và đội số 1 đang rất nhanh. Đội số 3 vẫn chưa thấy thế nào, mặc dù có cô lão tướng lại ở đây luôn. 15 giây nữa, lượt lại 15 giây cuối cùng, trả lời thì rộng rộng Campuchia làm gì vậy? Hay quá, rất tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Ở đây có mấy nam nhi. Xin chào quá nhi. Quá nhi à, quá nhi không có bạch chuối hả? Đội số 4. Còn không có luôn. Tại sao? Trung thực là thua đó. Đội số 5. Xin chúc mừng hai quả. Đúng rồi, có hai ăn thôi. Đội số 6. 2, 4, 6, 8. Sao chú gì chèm bẹp vậy? Trời ơi, chú này rau cua nè. Cắn hả? Cắn ngậm chứ không có cắn. Hả? Chị ngậm chặt quá vậy rồi thương chú thì sao? Trời ơi, giữ chú nha, giữ chú. Rúm rồi, còn chị không hỏi một đó nha. Một cua, yeah, good. Xin cảm ơn các thành viên chúng ta rất nhiều. Bây giờ xin mời các đội chúng ta. Chúng ta đã trải qua một nửa thời gian. Xin mời các đội chúng ta phải tăng tốc. Lượt đá cam chia dẹp bàn dẹp việc. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Oh,
số 3. Có lông mũi dễ thương, màu xanh với hồng, màu đỏ không em, màu xanh. Hôm nay cái gì vậy? Số 3, ở số 4. Quay một vòng rồi, cảm ơn chú Hề. Đội số 5. Không cười. Số 5 không, số 5 phải cười lên, cười vui lên đó. Đá lông heo. Ôi xanh, xanh ơi, nhìn nhầm rồi. Vẫn có tên chú Hề đi lắc, vẫn có cái tên Mê Công ở trên ngực, trên trái tim của mình, một tràng pháo tay. Chính rồi. Đội số 5. À, số 6. Cho ban tổ chức hỏi chú Hề xuống trái đất làm gì vậy? Rồi cảm ơn chú Hề rất nhiều. Đội số 5. Rất lạ. À, số 6. Lâm đoàn Campuchia số 6. Vương Mà Trung ấn. Hôm qua anh ấy làm chị gái, hôm nay làm chú Hề luôn. Con chó tay vớt ra. À, con chó luôn. À, bằng cách các chị di chuyển lên đây, dùng miệng của mình vượt qua thử thách. Các nhóm chúng ta chuẩn bị. Cặp lớn, gần cặp chưa dưới cặp lớn. Một, hai, ba. Yeah.
Nhớ vệ sinh nha, phải nhớ vệ sinh nha. Nói nào nhớ vệ sinh tốt, đừng động không có tiếng.